Thưa thầy, y pháp bất y nhân theo thiền tông hiểu sao cho đúng ạ? Y pháp, y là y theo lời pháp dạy, lời chứ pháp là lời của Đức Phật dạy. Bất y nhân không lời, không nghe cái ông nói, cái người ông thầy nói được, không nghe ông ấy. Khi nào mà mình nghe thấy thuận lý thì mới tin, ông tin thở biết, ông thuận lý không tin. Dù ông đó là cái bậc tiến sĩ Phật học cũng không tin, mà nghe ông giảng đúng thì tin, không đúng đừng có tin, là y pháp bất y nhân. Cho nên ta tưởng ông đó hòa thượng nói đúng, không có đâu. Bởi vì ngày xưa có cái câu này Đức Phật có nói là một đứa trẻ 10 tuổi nó nói đúng thì tin lắm, còn ông già 90 tuổi nói tầm bậy đừng có tin. Đó là vậy đó. Mà hiểu cái đạo Phật này, mà bây giờ muốn căn cứ vào cái đạo Phật thì phải căn cứ vào cái này. Đạo Phật chủ trương là cái gì? Giác ngộ. Anh có hiểu giác ngộ không? Giác ngộ anh giải người ta thì mới nghe, còn ngoài giác ngộ đừng nghe. Nếu ngoài giác ngộ là chỉ nói vui thôi, không cái cách nào. Bây giờ đạo Phật là giác ngộ giải thoát, chỉ hai cái danh từ này. Nếu mà nơi nào giảng giác ngộ giải thoát thì đến nghe, người ta đuổi cũng đến cũng ngồi đó nghe. Còn cái vấn đề mà ta nói chuyện chỉ vui, kéo lại nghe cũng không nghe, là vậy mình phải hiểu. Bởi vì thành ra trong đạo Phật có nói một câu là cái nơi nào mà dù có nghèo khổ đến mấy thiên bản ta dễ về giác ngộ giải thoát được, ở quán cho rõ nghe. Còn ở nơi nào bài bị cầu kỳ tư vậy, có nặng nỉ ở đó cho ăn ngon cũng không thể ở, đó là lời dạy của Đức Phật. Người học đạo là phải vậy. Nhưng mà đến cái thời kỳ mà thượng pháp thì nên sử dụng cái đầu khoa học để tu cho đạo Phật. Còn trước đó thì không được, không sử dụng cái đầu đồ đồng đồ đá gì được. Lúc mà khi tới Phật ba tượng pháp phải sử dụng cái đầu nguyên tử để tìm hiểu cái đầu Phật thì mới đúng được. Bây giờ chúng ta hỏi bây giờ này phải hỏi bằng cái đầu nguyên tử, chứ đừng có nên cái mà cúng tụng lại là cùng sinh nó cùng cái đầu của thời kỳ đồ đồng. Phật mình dẹp đi qua cái đời nguyên tử, giống như hiện giờ đời nguyên tử rồi phải giết tầm điện tử, không có ngồi thì giết thường dữ nữa. Giờ con suy nghĩ đi, các nơi người ta họp là tràn về vị tính không, chẳng có những ngồi cũng giết thì chữ thì chữ, còn qua cái đời nó thu lại ta về ta nghe đó, người ta làm là cái nhân bản mới. Cái nhà không phải của mình là ấy đó, vì đa số bây giờ người ta đi họp có cái máy nó ngồi phòng hơn rồi về đó nó xong nghe hết rồi ta mới làm những cái bài theo ý người ta. Gọi là nói thuốc ngày xưa, hồi xưa nói thuốc thì viết bằng chữ, bây giờ nói thuốc bằng điện tử đó. Nhưng mà bảo là tới cái thời này thì phải sử dụng bằng điện tử, viết bằng chữ điện tử với viết bằng chữ mực nữa. Nghe cũng vậy, nghe bằng cái đầu khoa học chứ không có nghe bằng cái đầu của đồ đá đồ đồng nữa. Đồ đá đồ đồng thì cứ nói chỉ là cúng tụng lại lục tụng trên thành cái này thành cái kia thế giới này. Mình phải hiểu nguyên tắc thế giới này nói vậy. Đó là đến cái thời kỳ thứ ba là bắt đầu đi thời kỳ đi vào trong cái kiếm quy diệt. Thành ra mình phải cố gắng học cho hiểu rồi bắt đầu có cái về được thì về không được thì cũng ráng. Chứ còn nếu mà ở lại cái thế giới này khi mà chiến tranh thứ ba rồi khó sống, ở lại chết không chịu chết mà thật sống không chịu sống, tuy là tại chưa có hiểu đâu. Mình thấy hồi xưa mà bên giờ đó chiến tranh thế giới lần hai đó, một bên thì Nga Tàu Anh Mỹ, bên thì giờ cái Mỹ nó đánh nhau mà chơi sử dụng có hai cái môn điện tử thôi. Mà khi cái người chết liền không nói, cái người mà chưa không chịu chết thì sao, nó chạy con mặt đen thui mà chịu chết. Tụi con suy nghĩ đi, mình sợ sao đi, sợ với cái bộ dạng của mình, tụi nó lỡ lét nữa. Đó mình khổ, mà đó là mới có hai trái thôi nè, mà khi mà thật chiến tranh thứ ba rồi, nó mới hai trái mà hai đồ ngàn trái. Để làm sao sống nổi lại. Đó mình nên nhớ là thành ra Đức Phật muốn công bố này ra để cho rồi người ai thích chạy về để đánh cái hạt cái thảm quả thì cái nguyên tử này.
rồi phải tiếp tục